Tập 26. Chỗ này di chuyển đến chỗ này đi. Đi cho tôi. Bên này. Đặt cẩn thận một chút. Đặt vài bao ở bên đó. Chú ý an toàn. Cầm cho chắc đó. Cẩn thận một chút. Những cái đó phải cẩn thận. Nào, đặt 3 cái ở bên này. Được rồi, cẩn thận. Đưa tôi. Được, vài người lại đây chuyển đi. Nào. Cứ như vậy mà làm. Nhất định phải nhớ lời của ta. Mọi chuyện. Đi đi. Dạ. Đốt thêm ít dầu đi. Cẩn thận. Nhường đường một chút. Nhường đường. Cô nói đúng. Tôi rất thích nó. Tôi đồng ý với ý kiến của cô. Tôi rất thích nó. Tiểu thư xin hỏi, có thể đổi bản nhạc không? Hôm nay đã đánh 10 lần rồi. Những vị khách khác đều đã đi hết rồi. Được. Tính tiền đi. Không cần trả lại. Cảm ơn cô. Sao lại? Sao anh lại? Sao tôi lại? Tôi làm sao? Sao cô lại thay đổi vậy? Liền 2 đêm trước còn ghi chép kinh thánh mẫu. 3 ngày chạy đến giáo đường. Tôi đến giáo đường tìm cô. Không có cô ở đó, tôi còn tưởng cô lại bỏ chạy rồi. Xin lỗi, cho thêm 1 ly. 2 ly. Xin mời. Bản nhạc vừa rồi nghe hay hơn bản nhạc này. Trùng Quang, tôi đố anh một câu thành ngữ, xem gần đây anh có tiến bộ không. Được. Anh là một nông phu đang cấy mạ trên đồng. Đột nhiên có một con thỏ luống cuốn chạy tới, đầu da vào một cái cây bên cạnh cánh đồng mà chết. Anh lượm thấy con thỏ, anh liền nghĩ như này thật không tồi. Nếu như hàng ngày đều có thể như vậy thì không cần phải làm ruộng nữa rồi. Sau đó hàng ngày anh đều ngồi dưới gốc cây đó, chờ con thỏ lại da vào cây như lần trước. Nhưng mà không hề có con thỏ nào da vào nữa. Quá tưởng hảo quyền. Cũng đúng, nhưng mà không đúng hoàn toàn. Suy cho cùng là con thỏ đầu tiên bị da vào cây, người nông dân mới nghĩ ra cách đó. Nhưng mà con thỏ đã da vào cây 1 lần rồi, còn có thể bị lần thứ 2 sao? Hơn nữa người nông dân cứ ngồi dưới gốc cây, từ xa con thỏ nhìn thấy đã chạy đi mất rồi. Vẫn còn để người nông dân mắc lần thứ 2 sao? Đây không phải là quan tưởng hảo quyền thì là gì? Nếu như tôi là người nông dân đó, vừa không muốn làm ruộng vừa muốn ăn thịt thỏ, thì phải nghĩ cách. Không thể ngồi đợi. Không là một cái móc câu. Móc câu. Đúng, phải làm mồi câu cá, kẹp một con chuột, cho bồi nhữ, cho bồi ngon. Cô nghĩ xem, con thỏ không chạy đến phía cô, vậy nó sẽ chạy đi đâu được nữa? Từ phương diện này mà nghĩ ra cách. Tần Thiếu Bạch muốn làm gì vậy? Nè vợ à, tôi thật lòng muốn giúp cô thôi. Mặc dù có nhiều lần gây ra tội với tôi, nhưng mà tôi không thể nhìn cô tiếp tục như vậy. Chúng ta có thể phân tích. Nếu như ở đây một lần cô gặp được Tần Thiếu Bạch, nhưng Thiếu Bạch không phải đến vì cô, vậy anh ta đến đây làm gì? Anh ta muốn làm gì? Anh ta có thể là gặp người như thế nào? Kiểu mẫu 7.62A, nút cổ loại mặt bích, quả khí thấp. Vận tốc ban đầu 800m có hiệu quả trong tầm bắn 900m. Thiết kế gây sát thương trong 5 phát đạn. Chuyên môn kết hợp với súng bộ Moser. Tạo lực mạnh hơn nhiều loại Hán Dương. Chính là cái chúng ta cần. Hai loại súng đạn này chỉ là hàng mẫu. Muốn lấy được hàng thật còn khó hơn cả lên trời. Ngoài Lý Trùng Giáp, người của Thiết Sơn để chú ý tới. Âu Tù Phủ cũng không phải là cây gốc tốt. Tôi biết tuyệt đối không thể lấy đi được. Đành phải nghĩ cách khác. Âu Tù Phủ này bỏ túi riêng. Ông ta muốn tôi từ số lượng này làm vài bài báo. Ông ta muốn bán hàng thật cho quân đội của Anh Quốc. Chúng ta sẽ mua lại từ tay của quân đội Anh Quốc. Thấy được an toàn nhất định phải chuyển một tay, thậm chí hai tay. Từ quân thi hành phân ly súng đạn. Người của đảng cách mạng thiếu nhất chính là vũ khí đạn dược. Tần Thiếu Bạch có thể có liên quan tới người của sự sản xuất các người, nhưng bản đồ chúng tôi sản xuất là quý giá nhất. Mỗi một viên đạn đều có đánh số thứ tự, tuyệt đối không để người khác nhìn thấy được. Trùng Quang, anh có nhớ một câu ở trong mảnh hồi đầu không? Áp chế tôi, toàn thể người Hán chung tay làm cho khuất phục. Câu sau là gì? Mỗi người Hán ta tự mình nghĩ ra đối sách. Đúng, mỗi người Hán ta tự mình nghĩ ra đối sách. A Tứ, anh hãy nghĩ xem. Người đã cách mạng vì nhân dân anh dũng hy sinh không tiếc xương máu. Bọn họ bây giờ thiếu nhất là thứ gì? Mà trong tay anh bây giờ đang nắm giữ những gì? Chúng ta hãy động não, dùng những thứ chúng ta có trong tay đi giúp bọn họ, chính là góp sức mạnh. Đồng bào ta trừ phi là tử trung cầu quả, không có sách lược tốt hơn, có thể làm ra chủ trương. Quan trọng là phải làm mà không ai biết. Vậy sau đó để trông chờ do anh rồi. Không được, không cho phép cô được nói tiếp. Cô còn chưa gây ra đủ biện pháp cho Lý Ngọc Đường hay sao? Tất cả kế hoạch nhất định phải giấu hai đứa đó. A Tứ không có gan làm, thư dân thì quá liều lĩnh. Một khi tiết lộ, vậy thì tất cả mọi vụ chúng ta đều thất bại. Nhưng tất cả cũng không thể dồn lên vai một mình ngài. Lương tiên sinh, ngài có điện thoại. Tư nhân, cô có thể đừng làm loạn không? Chúng ta không dễ gì mới có thể sống những ngày yên ổn. Không cho phép cô suy nghĩ lung tung. Alo. Anh có biết người đó không? Ai chứ? Chính là cái người luôn để mắt tới chúng ta nãy giờ đó. Để chúng ta sao? Anh cứ để ý đi, tôi đi vào nhà vệ sinh một chút. Được được, đi đi. Được. Thiếu Bạch, Quỳnh đợi Quỳnh rất nhiều ngày rồi. Quỳnh có chuyện muốn bàn bạc với Quỳnh. Nói chuyện ở đây không tiện. Vậy vào phòng Quỳnh nói chuyện đi. Thư Dân, nghe ta nói đã. Muội xem, khi nào muội mới chịu thay đổi thái độ liều lĩnh nóng vội này chứ? Để khi nào Quỳnh không tránh muội, muội sẽ thay đổi. Được, ngồi xuống đi nào. Tất cả để tiến hành như trong kế hoạch của huynh. A Tứ trở thành tổng ba của sự sản xuất. Hàng ngày vào buổi tối muội đều dạy anh ta học 4 môn học chữ, tiếng Anh, tự nhiên, chính trị. Anh ta tiến bộ rõ rệt, có được những giác ngộ cơ bản của một người công dân hiện đại. Tốt. Muội biết huynh không có nhiều thời gian, muội sẽ nói ngắn gọn thôi. Hiện nay loạt hàng súng đạn đầu tiên của xưởng đã ra rồi. Muội đang gợi ý anh ta lợi dụng chức tổng ban sự sản xuất vì đã cách mạng cung cấp đạn viên. Bởi vì khởi nghĩa thiếu nhất chính là đạn viên. Anh ta đã có chút do dự, nhưng ba điều này đã nằm trong dự tính của muội. Đợi một chút. Thư Dân à, muội đã hoàn thành công việc rất tốt rồi, nhưng nhất định phải chú ý tiến hành theo chất lượng, luôn luôn đặt an toàn của Lý gia lên hàng đầu. Tạm thời đừng nghĩ việc lợi dụng sự sản xuất cung cấp đạn viên. Vậy sao muội vẫn phải làm phu nhân tổng ban? Muội vẫn cần phải ở lại Lý gia sao? Cần chứ. Nhưng mà kế hoạch dài hạn, bất đắc chí, nhanh vội tạm thời. Vậy Quỳnh bảo ông chủ Lý làm đạn viên hay trùng giáp làm vậy? Đều không phải. Thư Dân, bên ngoài đang có người theo dõi. Hôm nay nói đến đây thôi. Thiếu Bạch, vậy 3 ngày sau vẫn gặp ở đây chứ? Muội sẽ mang kỹ mẫu đạn viên của sự sản xuất cho huynh. Thư Dân, không được. Muội sẽ chờ huynh. Huynh không đến, muội sẽ đợi tới chết. Thư Dân, Trùng Quang, chúng ta đi thôi. Cô làm gì vậy? Ôm cây đợi thỏ, đi thôi. Đi đi. Đến đây. Bốn người này cũng xuất hiện tại quán cà phê. Là có chuyện gì chứ? Tôi đã nghĩ cả đoạn đường đi mà cũng không nghĩ ra. Chỉ có thể nghĩ đến vài trường hợp có thể. Tôi đã đi theo dấu của A Tứ. A Tứ chắc là tới để tìm Thư Dân, bởi vì gần đây Thư Dân luôn đến khu vực xa diện. Thời gian quan trọng chính là ở bên trong quán cà phê. Rốt cuộc là Âu Thư Dân và Tần Thiếu Bạch hẹn gặp nhau, hay là Lý Ngọc Đường và Tần Thiếu Bạch hẹn gặp nhau? Thực ra tôi nghĩ rằng có lẽ là Lý Ngọc Đường và Tần Thiếu Bạch, bởi vì Lý Ngọc Đường vì Tần Thiếu Bạch mà cung cấp đạn viên. Bọn họ đã có âm mưu bí mật. Nhưng bà Âu Thư Dân suốt cuộc đến đó để làm gì? Tần Thiếu Bạch biết, không biết. Lý Ngọc Đường có biết hay là không biết? Tôi nhất thời nghĩ không thông. Ngươi làm rất tốt. Chỉ cần biết hoạt động của Tần Thiếu Bạch ở vùng xa diện thì nhất định sẽ bắt được hắn ta. Nhưng mà không thể bắt một cách bừa bãi. Phải nhân lúc hắn ta cùng với Lý Ngọc Đường, A Tứ hẹn gặp nhau rồi bắt lại. Tần Thiếu Bạch và Âu Thư Dân còn lưu luyến tình cũ. Bọn họ nhất định sẽ lại gặp nhau. Đến lúc đó Âu Thư Dân cũng sẽ bị bắt, thì có thể tiêu diệt được mối hiểm họa Lý Ngọc Đường và Âu Triệu Tân. Dạ. Lão gia, tôi đã hầm món canh người thích. Có phải là bà đã từng nói nhà đầu thú và ta gần đây hay đến dùng sa diện? Đúng vậy, đó là đến đền thờ Chúa Giêsu, hàng ngày đều đến giáo đường. Đó thờ Chúa Giêsu mà bà cũng tin sao? Ông nói là tôi tin giáo Chúa hay là tin đó đang thờ Chúa Giêsu? Lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Từ Thiếu Bạch lại xuất hiện rồi. Cậu ta, chúng nó đã không còn liên hệ gì rồi mà. Thư Dân và Trùng Quang, hai đứa đó đang rất tốt. Lo lắng tình cũ tái hợp còn hơn cả lo chống trộm, phòng cháy. Nhất định phải để cho người bí mật đi theo con nha đầu thối này. Chỗ sơ hở này một chút cũng không thể để Thiết Sơn nắm được. Tôi đi làm đây. Đợi một chút. Tôi đi cùng với anh. Hôm nay cô không đi lễ bái sao? Đúng vậy, tôi đi đây. Hôm nay tôi không đến giáo đường, tôi đến chỗ làm việc của anh. Sắp muộn rồi, đi thôi. Đi. Mấy người cứ ra ngoài trước đi. Dạ. Ở đây có vấn đề gì không? Hợp đồng này không có vấn đề gì, có thể ký tên. Thật là không có vấn đề gì chứ? Ký tên đi. Bàn tính. Cùng với quy trình từ kế hoạch dài hạn cho thấy, hay là từ nhà cung cấp hàng hóa thứ hai, hàng hóa nhập vào tương đối thỏa đáng. Sao tự nhiên cô lại trở nên giống như thiên sứ vậy? Chủ yếu là chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau mà. A Ben, cô có muốn tôi làm chuyện gì đó vì cô không? Tổng ban, phu nhân, Lý Tiêu Thống đã tiến hành kiểm tra dây chuyền sản xuất. Ngài hỏi ngài có đi cùng không? Tôi sẽ đến ngay. Phu nhân, cứ ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Được, anh đi đi. Được. Cha, sao cô lại ở đây? Cô giúp Trùng Quang xem giấy tờ hợp đồng. Thật ngại quá, cô cũng quên mất. Cha, để cô giúp cha. Cha, thư dân thay cô giải quyết công việc quá không tồi. Chỉ là cái gì? Dù sao cũng là phận đàn bà, lại là thiên kim của Âu Tuần Phủ, thường xuyên lưu tới xưởng sản xuất, người ngoài sẽ nói như lời không hay. Con biết rồi thưa cha. Được rồi, bao giờ phòng nghỉ ngơi đi. Cha, có chuyện gì? Sự sản xuất của chúng ta có liên quan gì đến Tần Thiếu Bạch và đảng cách mạng không vậy? Sao lại hỏi chuyện này? Âu Thư Dân có nói với con, cô ấy lại ở nhà chúng ta là bởi vì Tần Thiếu Bạch bảo cô ấy làm như vậy, ở lại là vì muốn giúp đảng cách mạng. Con thấy sao? Chúng ta làm việc ở xưởng sản xuất là bởi vì bị Thiết Sơn và Âu Tuần Phủ dồn đến bước đường này nên chỉ có thể làm vậy. Nhưng chúng ta đương nhiên không thể giúp đảng cách mạng, tự tìm phiền phức. Nhưng có lúc con lại nghĩ, chúng ta sản xuất cái gì? Là đảng viên. Đảng viên dùng để làm gì? Nếu như là để bảo vệ quê hương đất nước, chiến đấu với quân Tây, vậy chúng ta làm vậy là chuyện đúng đắn. Nhưng mà nếu như không phải để chiến đấu gì giặc, mà để dùng chống lại đảng cách mạng, vậy thì trong lòng của con sức án đấy, con không yên tâm. Cha người nhất định hiểu ý của con. Âu Thư Dân ở lại Lý gia giúp đỡ họ là bởi vì Tần Thiếu Bạch bảo cô ấy làm như vậy. Tần Thiếu Bạch làm như vậy, thứ nhất ngài muốn giúp Lý gia vượt qua khó khăn, thứ hai chính là muốn lợi dụng chúng ta. Coi như chúng ta không muốn giúp Tần Thiếu Bạch, nhưng mà chúng ta cũng không thể giúp quan phủ. Vậy vừa hay chúng ta lại rơi vào tình thế khó xử như vậy. Vậy phải làm sao? Đến đây thì con nghĩ không thông. Con chỉ biết nếu như Trùng Quang vẫn còn ở đây, cô ấy nhất định sẽ dùng sự sản xuất giúp đỡ đảng cách mạng. Nhưng mà Trùng Quang đã không còn rồi, bị quan phủ giết hại. Tần Thiếu Bạch cũng có liên quan. Bây giờ ta không thể tha thứ cho hắn ta. Ta tuyệt đối không giúp hắn ta. Chúng ta hãy sản xuất cho đúng phép, bảo vệ mạng của mình, bảo vệ sự nghiệp của Lý gia. Hàng ngày sống bình yên sẽ tốt hơn tất cả mọi thứ. Cha, con tin người. Vậy con sẽ để bắt tới Âu Thư Dân, không để cô ấy gây thêm phiền phức cho Lý gia nữa. Làm khó con rồi. Đi nghỉ ngơi đi. Cha, người cũng nghỉ ngơi sớm đi. Kính bẩm cha, lúc còn viết những dòng chữ này, gương mặt và giọng nói của cha vừa ở ngay trước mặt con. Lúc cha đọc cuốn sách này, con đã không thể ở bên cạnh Tận Hiếu với người. Mẹ đã không quản bao nhiêu mưa đắng, mười mấy năm nuôi dưỡng dạy bảo, con rất yêu thương mẹ. Con cũng rất yêu thương cha. Con cũng yêu đất nước ta, yêu đồng bào ta. Giờ Thiếu Bạch tiên sinh muốn cứu giúp Trung Sơn tiên sinh mà tìm đến cái chết. Trùng Quang lo việc nhân nghĩa không thể từ bỏ. Xin cha hãy trách tội. Lưu sư phụ có chút việc gấp, phải đến Sát Sơn rồi, không kịp nói với các con. Phải đi một tuần liền, để khi đó thì các con sẽ ở cùng ta, được không? Dạ được. Tiểu Tân, hôm nay con hát bài đó rất hay. Trước đây không hề thấy con dám hát. Con có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Cha ơi, cha! Ngoan, ngoan lắm. Cha nhớ các con quá. Cha ơi, cha đến thăm chúng con sao? Đúng vậy, đến thăm các con đây. Đây là quà cho con. Còn có cả muội muội con nữa. Cảm ơn cha đã cho chúng con quà. Cô giáo Lý, cô giáo Lý, cha mang quà từ Nam Dương về cho chúng con. Vậy sao? Thật tốt quá. Tôi là Văn Tùng Giang. Xin chào. Rất vui được gặp mặt. Bọn chúng không giống những đứa trẻ khác, ngoan ngoãn, thật thà, rất nghe lời, có tính nhường nhịn, làm cho người khác rất yêu quý. Tôi lại nghĩ quá áp chế cá tính của chúng rồi. Chúng có từng nhắc tới tôi không? Tôi nghĩ là chúng đã cố gắng để không nhớ, không nhắc tới. Trẻ con luôn muốn được ở cùng với cha của chúng. Văn tiên sinh, lần này ngài trở về trong bao lâu? Không thể tự theo ý mình được. Chính là không thể nhắc tới mẹ chúng sao? Tiểu Sơn có nhắc tới, nói rằng mẹ chúng rất đẹp, rất yêu chúng, thường kể chuyện tiên nữ su đó ngủ. Sau đó Tiểu Sơ lại khóc, không nói gì thêm nữa. Ba năm trước, tại trạm xe lửa đã cách mạng gây chuyện, mẹ chúng không may bị thiêu chết. Tôi xin lỗi. Văn tiên sinh, tôi biết là ngài rất bận rộn, nhưng bà hãy dành chút thời gian ở bên cạnh các con. Các con thực sự rất cần có ngài. Vừa rồi nói chuyện cho Tiểu Tân nhập học, tôi đã nghĩ rồi, tôi đồng ý với cô. Tôi tin tưởng vào lương đức cha và cô. Cảm ơn ngài khách sáo quá. Còn một chuyện xin nhờ cô giúp. Chuyện gì? Ngài nói đi. Tôi sẽ sớm trở về Nam Dương. Trước khi tôi trở về, muốn làm phiền cô làm ơn hãy chăm sóc tốt hai đứa trẻ này. Hai đứa đó thực sự rất đáng thương. Văn tiên sinh, lẽ nào ngài định cứ như vậy, không quan tâm các con sao? Ngài thực sự vẫn tâm dứt bỏ chúng vậy sao? Chúng nhất định sẽ rất nhớ ngài. Tôi phải làm vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức để sớm quay lại. Làm phiền cô. Đại nhân, những đứa trẻ đâu? Không đón nữa. Tuyến báo đã trở về chưa? Đã về rồi, không phát hiện ra đảng cách mạng. Nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, cái đó để tôi xách cho. Ta mang cơm đến, người tính xách hộ là sao? Không phải cái đó. Nhị thiếu gia không có bên trong để tôi đưa phu nhân về. Đó anh ấy không có ở đó, xe đổ bên ngoài mà. Người nói dối như vậy mà mặt không đỏ sao? Ngươi xem ta là người đần độn hay là ngu ngốc đây? Không phải, Tiểu Đinh, ngươi đúng là giỏi chuyện này. Ngươi không nghe lời ta sao, có phải không? Chồng à, tôi mang cơm cho anh đây. Nhị thiếu phu nhân, các người bận quá, tôi mang tới chút đồ ăn cho mọi người. Tổng ban cứ theo lời ngài nói mà giải quyết. Dạ được. Trương quản lý, Lý quản lý, hai vị ăn một chút đi. Tôi không cần mà, tôi làm đó. Không phải cô nói là hôm nay không đến sao? Nhưng mà người ta nhớ anh mà. Chồng à, mau thử chút đi, rất thơm đó. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Đạn viên, cung, nè. Bà cô của tôi ơi, chúng ta nói cả tối qua rồi, không phải tất cả đã nói rõ rồi sao? Chúng ta là thay hai người họ trả nợ mà. Tôi thay A Thuần trả nợ cho Lý Ngọc Đường, cô là thay Tự Thiếu Bạch trả nợ Lý Ngọc Đường. Chúng ta có thể không gây phiền phức cho họ không? Anh nói nhỏ một chút đi. Tối hôm qua đã phân tích rõ là anh nói rõ ý của anh, tôi nói rõ ý của tôi, nhưng ý kiến của chúng ta chưa được sự nhất trí với nhau. Đạn viên đâu? Anh lắc đầu vậy là có ý gì? Không có. Làm gì vậy? Cô làm cái gì vậy? Tôi tự tìm. Đến đâu tìm? Đến nơi có đạn viên để tìm. Cô làm sao biết được đạn viên ở đâu? Không phải ở đó sao? Anh buông tay ra đi, buông ra. Tôi nói cho cô biết, kiểu mẫu đã bị lấy mang đi rồi. Vậy anh mở ra cho tôi xem đi. Tôi cảnh cáo cô. Cô có biết bao nhiêu người đang để ý chỗ này không? Cô có biết làm như vậy sẽ khiến Lý gia chịu tai họa gặp đầu không? Tôi không quan tâm. Anh mau mở ra đi. Tôi mở nó ra. Nếu như bà không có, cô lập tức phải rời khỏi đây. Không được đến nữa. Được. Không có chứ gì. Nè, đây là cái gì vậy? Đây là bản vẽ. Cô cầm cũng không để làm gì. Vậy cho tôi đi. Đúng là đầu đảng viên rồi. Chồng bà cảm ơn nha. Nè. Chồng bà, tôi sẽ dạy anh những thứ đó. Anh có tiến bộ không vậy? Coi như tôi chưa từng đến. Tất cả đều chưa từng xảy ra. Đây. Tạm biệt nha. Da đầu ngốc. Thank you. Báo đây, xem báo đi, tin tức của ngày hôm nay, xem báo đi. Báo đây. Tiên sinh, có muốn một tờ báo không? Được, của ngài đây. Được, báo đây. Tin tức của ngày hôm nay, xem báo đi. Gần đây mật thám trừ đình nhà Thanh đến trên sa diện tăng lên rõ rệt. Rõ ràng là để công kích ngài đến. Có lẽ là công kích cả ông chủ Lý. Tôi đã thông báo cho các đồng chí khác không được tiếp tục hẹn gặp ở nơi này nữa. Đã đến lúc gặp mặt tên người anh đó rồi. Vào thành cũng phải mất một khoảng thời gian. Không có vào thành trước, tôi có thể phản đáng lại một lát. Ngài muốn đi gặp cô Âu tiểu thư đó sao? Không được, quá nguy hiểm đi. Trần Dĩ, đây là quyết định của tôi. Mong cậu hãy hiểu. Tôi biết, hôm đó ở giáo đường tôi đã nhìn ra. Nhưng mà cách mạng không cho phép ngài làm như vậy. Ngài có thể gửi một bức thư giải thích qua với cô ấy. Tôi đã gửi rất nhiều thư rồi. Tôi phải đi gặp mặt để giải thích. Không được. Tôi với danh nghĩa là cấp dưới cầu xin ngài. Xin lỗi tiểu thư. Tôi biết, đổi bản nhạc khác đi. Là như vậy, có một người muốn đặt phòng này. Không biết là cô muốn dùng tới khi nào. Tôi sẽ ở căn phòng này tới ngày mai. Dạ được thưa cô. Đợi một chút. Có chuyện gì? Mỗi ngày đều sẽ dùng đến khi cửa hàng của các anh đóng cửa thì thôi. Dạ được thưa cô, không sao. Mùi sẽ đợi huynh. Huynh không đến, mùi đợi tới chết. Mời tiên sinh.